Tối ngày 25 tháng 4 năm 2018, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Trung ương, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, bà Đinh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, ông Dương Quốc Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO. Lãnh đạo các sở văn hóa thể thao và du lịch, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, các vị khách quốc tế và đại diện các đơn vị tài trợ, các đơn vị ủng hộ, hỗ trợ, các nghệ nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp, báo đài và đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng tham dự. Không khí buổi khai mạc diễn ra long trọng với tiết mục trình diễn trống hội cùng với các tiết mục truyền thống được dàn dựng công phu, mang đậm nét văn hóa phương Nam về cội nguồn chiếc bánh quê hương. Đây cũng là chủ đề của lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018. Mở đầu buổi khai mạc, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ, đã lên phát biểu khai mạc lễ hội. Chương trình năm nay đã giúp du khách có cái nhìn tổng quan về văn hóa ẩm thực Nam Bộ và con người miền Tây. Trong đêm khai mạc còn diễn ra các tiết mục ca múa, tiểu phẩm đặc sắc. Đặc biệt là phần giao lưu với khách mời, ông Tashi Onodera, bếp trưởng của nhà hàng Enishi đến từ Nhật Bản, giới thiệu về món bánh xèo Nhật Bản khá mới lạ. Cùng đó là nghệ nhân nổi tiếng với các món ngon Nam Bộ. Ông Trần Văn Bình, chủ vườn du lịch sinh thái Vũ Bình, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, giới thiệu về món bánh xèo trái gấc. Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm nay thu hút trên 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực dân gian, đặc sản vùng miền và nguyên liệu phụ trợ làm bánh của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và nghệ nhân đến từ các quận, huyện của thành phố Cần Thơ và 20 tỉnh thành trong cả nước, cùng với sự tham dự của 7 nước bạn. Cũng trong khuôn khổ của lễ hội còn có chương trình hội thảo, công nghệ bảo quản và bao bì đóng gói bánh dân gian, chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ, chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật, các trò chơi dân gian, hội thi làm bánh dân gian, tái hiện con đường bánh. Sáng cùng ngày, Ban tổ chức lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm 2018 phối hợp với Ban quản lý Đền thần Tân An đã tiến hành lễ dân hương, dân lễ vật tại Đền thần, mừng giỗ tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho lễ hội. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 năm 2018, kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2018. Lễ hội không chỉ là nơi để du khách đến tham quan và thưởng thức hàng trăm món bánh truyền thống, mà còn là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của người dân Nam Bộ.